Rồi các Musakin. Trời. Trời. Ấy cái đùm cái bên này là cái bùn dừa luôn. Dám đâu, mười mốt đi rồi thấy. Thì bữa nay cắt rồi rụng gì nữa. Chí ý là biết rằng vậy mà hổm kêu tiện bớt, ông không chịu. Có ngày, cái nhiêu. Có ngày, hai ngày, nhậm vậy. Cái đòi tiện của trước của sau là ông kêu rồi. Dạ, cho nhắn quá, không thấy gì hết. Được mấy cái nhỏ nó cầm lên, mấy cái gì đó. Ông chim cái này biết là vàng là cái đó là bỏ gì đó 15 triệu còn gì nữa cô? Đương nhiêu? 10 triệu rồi còn có bao nhiêu trái đây đâu? Không mà ảnh có gia từ 400 trái cho nên mà đưa thêm đó. Cơm này thấy nhỏ chưa đẹp lắm. Cơm vàng vậy thôi, mua chiếc kim vậy thôi. Cơm nó cơm chợ sao đi được chú. Trời ơi, cơm vậy không là cỡ nào nữa. Cơm chợ phải chút nữa mới được. Trái đèo là vậy hả, nó đỏ dữ lắm rồi đó. Rồi xíu cắt vô xong quay mà coi. Cơm nó lên cơm nó vàng vậy không đòi cỡ nào. Ba cầm đi hỏi lên ba. Sakin chín bình thường đâu vậy? Hai gần hai vít một ký. Hai xị một ký nha, gần hai xị à. Nó bọt thích dễ hết trơn rồi nữa. Này đúng là cắt hết luôn á. Đâu có sầu riêng nào mà cắt dao hết cô. Ông à, bổn thon cắt thon. Bổn thon rồi nói gì? Thôn một dao là nó già thiệt già kìa, chứ ai đâu dám tới gần dao. Nó dư ngày mới được, chứ còn hàng đóng hai một dao cũng không hết nữa. Nó bọt hết trơn rồi. Nó bọt rồi cắt ra đâu có để. Vô dao là cắt hết. Không bọt rồi nó cắt hết cho đâu để. Trước còn... bọt thì lụm có gì đâu nó lụm hết cây trái quá sai để vậy đó nó bự trái chứ không để mà lưa thưa chừa như thằng bón bón tí xíu bọn ơi nó như thằng chuồng bòi á đùm đùm vậy trái nó bự trái nó mới tròn trái nhiều này đâu có bự gì kia. Cái này nó không mà không có ký bằng chuồng bò. Lâu lâu rồi muốn xài nào xài. Chuồng bò nó chặt tới dây heo không biết. Người ta đi nộp hãng vậy đó. Chuồng bò ký hơn. Chúng có phải lắc con không? Mấy đồ lắc này đâu. Mấy cái bán cái gì chứ? 16. Bà lắc con nó tới nó rồi sao ta? Từ từ như vậy nè. Đít thụng vô. Cũng có mày sao nha, đít thụng vô. Chưa được kẹp không nha. Không
xong làm mẹ dựng miếc mà bà lách thôi. Hết rồi. Mua thêm. Ừ. Còn mua bị hai cây bờ lắc thông cho chồng thử thôi thiệt mà. Còn em nó trồng ngoài đầu cầu mấy chục cây đó. Bờ thông tôi có hai cây mới trồng nay cũng coi này rồi. Dạ. Bị hai cây gì sao chết đó. Nhét vô ha. Ừ. Cái đủ mẹ thấy chưa phải nói rồi. Cái đùm đó gửi chưa? Cái phạch xuống là thấy có ba tiền rồi đó. Nghe. Yeah. Đang hái thì có một trái chín rồi anh. Có anh Đại Dũng lên nè. Vậy tiền hả? Đi lụm trái với mương không? Có. Trời, cây này hái còn nhóc chưa? Bay có gì đó gọi đó hả? Hái gì còn nhóc hết trơn à? Cái tường lòng chú ơi. Tường lòng hả? Dạ. Tường lòng với không biết à, tèo không? Biết. Tèo mập á. Biết. Tèo mập đó cắt giùm tôi nè. Xe sợ nó. Ờ chạy xe cũng lúng cái xe luôn à. Đây chạy xe gì khúc không? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi thằng tèo ốm nữa. Có thằng tèo ốm nữa. Để cọc lại cho nó chưa tới mà. Chưa tới để cọc thêm lại đi. Đi chợ mà cái gì bỏ cọc thêm. Ép quá cơm nó nhạt quá, nó không đủ đồ gì ấy, đi chợ khó đi lắm. Hàng ít thì đi chợ mà đâu có hàng đâu. Hàng này hàng vô, hàng siêu thị vô. Ra ngoài. Ra ngoài hả? Hàng này đâu có được được vô siêu thị, cái này nó còn đầu đít, nó còn teo quá. Trời ơi, vậy mà mì nó teo cha. Alo. Nè, thấy không? Đây nó không đâu có được. Cho mấy cái bự lên cơm trước. Dạ, anh điện em nói đi. Thôi để cho nó anh điện nữa, mà điện gì? Để 10 triệu đó đi mày ơi, khỏi nói anh gì hết. Không kêu đưa 10 triệu. Đưa 10 triệu nữa, khỏi nói gì hết luôn. Ừ, sao có nhiêu nữa không? Vậy đi. Em hứa cắt còn chừng 2, cắt 4 trái. Nè, rồi, kết thúc díu đi. Mệt chi xin sẻ đi à, đồ mẹ gì đã trời tưởng nó không sao cái tờ tiền gút kia tiền gút là lại ôi trời quỷ sứ thôi là giật mình đã lại cái quán rồi ông trộn nhảy mất tiêu có mấy tái mà phải được cọc hay chục luôn. Không còn vỏ gì ta. Đấy, nó đang ở đây mà. Rồi tắt mày ơi. Công năng đó. Lịch làm việc của Mu Talking. Đây các bạn. Các bạn tin nổi không? Một con lợn sản phẩm đến từ Tây Nguyên. Đã ngon con to rồi. Chất lượng. Khu vực miền Tây em đã gặp được cái con heo nào cỡ đó chưa? Chắc chưa. Không. Không.
nâng niu. Thành phố Buôn Ma Thuột.